đánh rồi. Ui vậy đánh đi. Mà vô duyên á, đánh mới gặp. Đánh rồi, em đánh rồi. Mày thề le lưỡi đi. Em thề che được cái á. Ôi vậy mày thề đụng cái lưỡi tao mới tin nè. Mùi mắm hay là mùi mắt nghe. Mày à, không bị ngãi dù nghe mùi mắm. Ôi, có lỗi thừa, em đó. Bỏ cho nó miếng rồi, con nó miếng. Nó vẫn vậy à. Nó thể cho miếng, nó đỡ. Nó chứng tác là mày mới, nó mới thôi, mày mới không có được. Ôi. Nè, đó. Cái tay á. Bây giờ có việc sạch xì. Nó thả vú nữa. Bây giờ có việc sạch xì á, gì cũng kêu hôn cũng hôn được không? Sạch vú nó kìa, ừ. Bà bây giờ chỉ có cái chai mà sạch được chị bà ơi, chai sạch nổi á. Có cái chai sạch nổi mới chạy được bà thôi. Thu lavender. Dạ. Dạ, có chị bà hôn cầm á. À, anh Mập á, anh kêu một cầm về đi tắm đi, để anh dắt đi chơi à, lễ. Thì à, bây giờ á, một cầm nói không tắm. Rồi anh Mập mới đem cái chai dầu thơm xịt cho một cầm. Thơm nghe mùi đỡ liền phải không? Nghe cái mùi cũng đỡ đỡ rồi đó. Giờ muốn đi đâu? Giờ đi đâu? Giờ đi đâu? Giờ muốn chơi đâu? Bây giờ cầm bây giờ nè. Phải cái kiến giờ là con cho bảy sửa sản cầm chút được không? Sửa sạn để cho cầm. Đây con gác cầm đi lễ phải không? Dạ. Vậy con xin ha, xin phép hai má đàng hoàng. Má mới cho đi à? Chứ đâu phải gái má muốn dắt đi thì dắt đâu. Ủa chứ phải má muốn tỉ thì chứ má má còn mầm nữa không má? Má nào rước, rào nước rồi cũng mừng nữa má. Thì giờ sửa sạn này cho mận cầm nó làm đàng. Để nhắc cầm đi lễ ha. Dạ thưa má, cho nước bị chó hồi chơi. Giờ muốn đi đâu? 6, 7 giờ. Chờ lễ ở đâu? Muốn đi đâu cầm? Đi Bình Xuyên. Bình Xuyên á? Đi ăn Bình Xuyên, đi chơi. Trời ơi, vô khu du lịch của người ta ăn rồi. Đã hỏi có cao lắm không trời? Có bữa có thay đầm gì đi trời. Thôi em không có thay được. Tại vì ở trong toilet sạch lắm. Không. Cái mặt chở cầm. Không, cái xe em có. Mày nghĩ sao mày xin đi chơi, mày chở nó đi chơi. Mà mày nói sạch thôi là cái gì. Bây giờ sửa soạn cho bọn cầm đi chơi mọi người ơi. Rồi sửa soạn đi, bình thường. Sửa soạn cho bọn cầm đi chơi với anh Mập mọi người ơi. Đó. Cái gì điện vô. Bà ngồi sát sát vô cũng được. Thế cho đây ngồi cho vô cái khung hình đó, bây giờ sửa soạn không biết mộng cầm bây giờ á, sửa soạn cho mộng cầm không biết mộng cầm có đẹp lên hay xấu đi nữa thì em cũng chưa biết nha, coi thử rồi kết quả mới biết. Không phải khảo sát trên 100 người được, khảo sát nữa. Bây giờ mọi người thấy cái mặt mộng cầm vậy á, cái thứ nhất là bà không có được lè lưỡi ai nghe chưa, lè lưỡi người ta xấu lắm, người ta bình luận á. Không có cho chị buồn mà tức giận đâu chị ơi. Là ngoan ngày hôm nay thôi. Chị Loan là cái chị hay cho tiền mộng cầm với chị Quý á. Hôm qua coi được mấy cái clip chị Loan chị cũng buồn. Chị nhắn tin cho Hân Trần. Chị nói ủa sao kỳ vậy, để chơi mà để cho người ta khi dễ mình. Ok mà tại bây giờ em cũng không biết nữa. Sẵn qua cái clip này em cũng xin lỗi chị. Tại bây giờ em không biết làm sao cho mấy bả khỏi bị khi dễ. Mấy bả muốn khi dễ gì á chị ơi. Bây giờ cuộc sống bây giờ không biết làm sao luôn. Cầm nói chị lo một tiếng đi. Bây giờ mình phải núp qua bên đây chứ mình cầm cuốn hết hồn quay lại bên kia. Đó, cầm nói chị lo xong rồi Mập nói rồi giờ vợ em lỡ gì vậy. Thôi chị ơi, thay đổi không được quá à. Cho em xin phép em thưa mấy anh chị là nói chung là vợ luôn. Vợ luôn đóng nếp rồi vợ, em chuyện vợ. Vợ già trong nếp của em. Vợ nó hứa nó cố gắng nó ngoan. Vậy nhưng mà nó ngoan ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai nó ngoan mà nó ngoan cố thế nào thì chứ mọi người cũng thông cảm giùm em nha. Thôi có nghĩa là Mập với thằng Trần là không có tin tưởng luôn á mọi người, thấy không, chơi chung mà cũng không tin tưởng luôn. Bây giờ á không có thay đổi được con người đâu, khó. Ta nói một cái câu rất là hay. Giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời. Đó, mọi người chơi thì giờ thôi, bây giờ thông cảm lẫn nhau rồi. Vô nhịn thôi. Xí xóa được lúc nào hay lúc đó cho mấy vợ già của em vậy. Đỡ mẹ em.
mọi người đợi tí xíu ha, mọng cầm ra là hơi bị tươi đẹp quá mọi người ơi, không có phụ lòng đâu. Trong thời gian đó thì biết giống ai không? Đẹp không? Đẹp, 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 đẹp. Nhìn giống ai không? Dì Trinh. Đi ngọt luôn. Giống dì Trinh hả? Lý Thu Thảo hả? Đây em điện cho Quý nè mọi người, để coi thử như Quý có bắt máy không ha. Má, giống ai không? Trời ơi. Tan 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 tan. Ủa nhìn con hết hồn luôn á. Đội cái này lên hình như thấy ba trẻ lại 10 tuổi mọi người ơi. Đẹp chưa? Bây giờ thấy đẹp chưa? Rồi bà sáu gương mà chụp hình nữa rồi. À, điện cho ôi Quý, Quý không bắt máy mọi người thấy không? Chắc đang bận công gì á. Bây giờ con thấy sao? Giống giống phim gì 101 cho đớm mà cũng ăn luôn thử. 107 là bây giờ con thấy con hài lòng chưa? Con xin phép về được rất sớm. Okay. Không, cái này giống một phụ nữ quá à. Chắc qua bên cái khu du lịch đó em đóng là một phụ nữ với bà quá à. Con xin phép là con dắt cầm đi chơi phải không? Con suy nghĩ lại rồi. Kèo này cũng thơm quá. Kèo này thú quá. Rồi, mong cầm. Thấy, sao gương chưa? Thấy sao? Nói mọi người coi. Ok. Đó kìa kìa đó. Đó đó. Dựng. Yeah. Đẹp nhất nằm. Cầm cầm xí quá cho dễ cầm. Trời ơi sữa. Sữa tắm giọt rồi nghe em mập. Giờ đau bụng quá. Má nhìn giống mùa thủy rồi mọi người. Giật cái cho bà đóng giày ác được hả? Em cho anh mượn cái chổi nha. Mà giật cái đâu vợ không dữ hả? Anh mượn cái chổi 2 phút rồi. Không không, anh mượn. Thôi, giật cái kè. Bà bước được cái chỗ này giống y hệt mà bụng thủy luôn. Không, ý cho anh mượn cái... Đó. Giật mày. Ê, chưa có vẽ mồi lại nha, nhiều khi vẽ mồi lại hơi đẹp á, lên. Tự đem son ngay mắt. Ông cầm nhìn tươi lắm á. Bởi vì em bảo khen hoài à. Em đẹp lắm ông cầm ơi. Cái lầu em ướt luôn á. Kìa, ta đang đóng trời. Từ từ kìa. Ôi, nó nóng quá rồi. Thôi bảo mà coi được cái clip này, bảo từ giờ chạy, bảo bỏ giờ, bảo về liền luôn á. Bởi vì sao mà đóng được lâu chứ mà. Mày thu qua đi mẹ. Tự nhiên ta đó dễ dễ chân hết tiếp. Bây giờ á là có lây cho mộng cầm dạy khác nè mọi người. Mới dạy phù thủy mà em thấy không có vừa ý rồi mà. Thằng mập nó không chịu đi với phù thủy mọi người ơi. Nó phải đi với Mino mới được. Bây giờ có lây cho bả thêm cái dạy khác nữa nha. Mọi người đợi tí xíu rồi coi mộng cầm trang điểm là ra như thế nào nha. Có anh nào ok chịu mộng cầm á, ưng ý mộng cầm á, trả liền luôn cho mập khóc nợ ra. Giống người chết mà hiện hình giống luôn. Bả nhiều khi á cái mặt bả không có răng á, bởi vì nhiều khi nó xấu lắm. Giờ không biết có lay cho bả lên cái dây gì. Mọi người thấy dây gì mọi người comment giùm em đi. Trời ơi má ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đâu mày ẻo lả tí xíu rồi, giống như là bà kêu gợi rồi. Làm người bảo ảnh mà độc quyền cho cái nhà tăng lễ nè. Đâu bà làm cái hành động kêu gọi cha đẹp coi. Tóc giả không quen rồi đó quay. Vậy già này.
giặt đầu nó đang coi bọc. Cái này nãy giờ tao cũng cười, mắc cười. Em không nói thì thôi, vô ok mà không cầm mà trang điểm lên đó. Ờ, đẹp lắm á. Thấy có đợt mà bả trang điểm bả đi đám cưới anh á, bả lên đồ gì cũng lộng lẫy đẹp. Bả bắt đập rồi đó. Đẹp, bữa bả lên đồ đẹp với thằng đó. Đơn sơ. Đợt thấy bả để tóc mà nó cuốn cúp vô. Đợt đó là bả để cũng tóc nó đẹp đó. À. Vậy là khen mộng cầm là lúc đó là đẹp, còn bây giờ thấy là không đẹp với rồi. Giờ thấy hết ồn rồi. Mộng cầm tiếp tục trang điểm nha mọi người. Rồi mong cầm. Không, bà đứng bà mở cửa cho chuyển tử cho hết. Chuyển tử qua mọi người ơi. Nhóm em bây giờ mời thêm diễn viên, đạo diễn qua cho chủ yếu đóng clip cho mọi người vui nha. Còn cầm vô một cái còn 2 phút rồi chào mọi người, cái đó đi rồi chẳng 2 phút nữa rồi chào. Rồi bà là kêu gợi mập lại thôi. Làm lại đàng hoàng thôi. Ôi má ơi. Trời trời. Má trời. Cái gì mà cứ nhai hoài trời. Ờ không biết ba ăn cái gì mà mới nhai hoài á, tôi không hiểu luôn. Ta không có ăn hoa hồng dưa. Bả nhai cái lưỡi mà. Cái nhai hoài mà nó đụng nó miệng kỳ quá. Chị nghe nghe lại. Trời ơi. Cùng gió này. Wow, cái. Ôi ôi. Không. Rút thử coi. Xem qua mặt kìa. Ôi. Mọi người thấy mong cầm có đáng yêu không mọi người? Dễ thương mà. Trời ơi, mọi người ơi. Ờ, cầm em vô quá trời trái tim luôn kìa. Rồi, bắn tim vào cầm đi. Bắn tim cho mập cho mập. Đó. Cái này sao ta không hết thằng tiếng được á. Cầm ơi. Bà hung chục chục lại coi tôi coi em. Gì mà nhai quả vậy? Bà hung chục chục giống đàn đá chứ không. Nhai cái hụt gì mập người ta nó nhai về mập. Bí á. Nhai nhai hoài rồi mọi người ơi. Nút mẹ nó đi, nhai hoài. Rồi thôi chào mọi người cái rồi đi ra. Chào mọi người. Khoan để bà uống nước cái bà hung chục chục cái em mới tin bà hung. Bà, bà nút lưỡi rồi coi giống như nút lưỡi đá lưỡi rồi coi. Trời ơi mà. Rồi bắt mọi người đi. Rồi bye bye. Rồi em kết thúc liền. Kéo dây điện cho má ơi, dây điện rồi. Dẹp cái dây chuyền cáp vô đi. Ừ, cái điện chuyền cáp vô đầu cái quà. Rồi thôi tụi em đi ha, đi tới chỗ nào rồi lát hồi em quay clip rồi cho mọi người biết ha. Một cái khu rất là đẹp nha, mọi người theo dõi cái clip sau nha. Giờ em chở em gửi em ra kênh Du Lộc đặt em xuống sông cái đồ. Chán chở.